tình yêu cũng giống như đôi giày vậy, chiếc đẹp không chắc đã đi vừa, chiếc đi vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất nha. Hãy chọn cho mình đôi vừa thân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân nha. Vì như thế, chân của bạn sẽ bị đau và không thoải mái đâu. Yêu hoàn hảo một người, chứ bạn đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Nhớ chưa? Nè em cô, sắp đến Valentine rồi mà anh vẫn pha thế này thì phải làm sao? Ôi ôi, cái bệnh pha là khó chữa lắm đó nha. Nghĩ xa trời. Thay vì anh không kịp để tìm một người phù hợp, anh đi sắm một đôi giày vừa chân, thế là cũng có rồi còn gì. Wow, đúng là một sáng kiến tuyệt vời. Tuyệt vời. Hi hi, anh sẽ. Ha. Happy Valentine's Day!